Thời điểm hiện tại, các nhà vườn, tiểu thương, người trồng hoa đã đồng loạt đưa hoa cây cảnh xuống phố để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dọc tuyến đường An Dương Vương thuộc phường Kim Tân, Cốc Lếu, nơi diễn ra hội chợ hoa xuân thành phố Lào Cai, các nhà vườn, người trồng hoa, tiểu thương kinh doanh hoa Tết đã tấp nập đưa các loại hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngoài các loại hoa trong nước, hoa nhập khẩu năm nay cũng được khách hàng ưa chuộng. Nhiều tiểu thương làm việc trực tiếp với đối tác là chủ vườn, không qua trung gian nên có nguồn hoa chất lượng, giá bán cạnh tranh. Giá bán hoa đỗ quyên trung bình từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng một chậu, lan trần mộng giá trung bình từ 1,5 đến 3 triệu đồng một chậu, quất cảnh có giá bình quân khoảng 1 triệu đồng. Thời điểm này, các hộ trồng đào ở thị xã Sapa cũng tất bật chặt những cành đào đẹp nhất để bán. Đào cành đầy rêu mốc được người dân chở xuống dọc quốc lộ 4D để bán cho những người có nhu cầu hoặc các tiểu thương để mang về xuôi tiêu thụ. Hoa cây cảnh đang rộn ràng xuống phố đón Tết, mang sắc xuân rực rỡ đến với mọi nhà.